chào các bạn mấy hôm trước mình gặp mà rắc rối một chút trong công việc đó là ảnh chụp ở trên iphone của mình không thể nào mà đăng ở lên website được mình không hay chụp ảnh bằng iphone lắm và thỉnh thoảng thì mới lấy để chụp dành cho công việc và đến tận hôm vừa rồi mình mới biết là cái định dạng ảnh ở trên iphone đấy đã không tương thích với nhiều website nên là bạn có để ý điều đấy không? Đây như mình chụp cho các bạn xem ngay nhé. Đó, mình hãy vào lại cái phần ảnh vừa chụp và kiểm tra thông tin. Như các bạn thấy đó, định dạng ảnh ở trong uh, iPhone, ấy, ảnh chụp bằng iPhone chính là HEF. Chứ không phải là định dạng ảnh JPG hay JPEG thông thường. Mình cũng không để ý điều này đâu. Cho đến khi vừa rồi mình phải up lên website, mình tải ra máy tính thì mới phát hiện ra HEIF hay là HEIC là một định dạng ảnh thôi các bạn ạ. Và Apple chính là người tiên phong thúc đẩy dạng ảnh này từ khi phát hành iOS 11 năm 2017. Chính vì cái mục đích là để thúc đẩy cái định dạng ảnh này cho nên là Apple đã đặt mặc định ảnh chụp trên các thiết bị iOS, iPadOS là HEIF hay là HEIC. Vấn đề là nhiều máy tính hoặc website không hỗ trợ xem ảnh định dạng HEIF nên bắt buộc người dùng phải chuyển file thành file JPG trên iPhone. Theo mình tìm hiểu ấy, cái định dạng ảnh HEIF thì tiết kiệm dung lượng trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh cao, thậm chí còn cao hơn cả JPEG. Hiểu một cách đơn giản thì ở cùng một uh, mức chất lượng thì ảnh HEIF có thể tiết kiệm dung lượng file lên đến 50% so với JPEG. Còn nếu ở cùng mức dung lượng thì ảnh HEIF sẽ đẹp hơn ảnh JPEG. Chỉnh sửa hậu kỳ cũng ngon hơn do dữ liệu được lưu trữ nhiều hơn. Tuy nhiên hạn chế lớn nhất của nó là hầu hết thiết bị và ứng dụng hiện tại không biết cách đọc file HEIF. Để đỡ rắc rối chuyển đổi ảnh thủ công ấy thì cách tốt nhất là bạn cài đặt lại cái phần định dạng ảnh chụp từ camera iPhone ngay từ đầu là ảnh chụp JPG. Tất nhiên chúng ta phải đánh đổi thôi là ảnh JPG sẽ tốn dung lượng hơn. Để làm như vậy thì chúng ta vào phần cài đặt setting đây mình để mình mở phần cài đặt ra rồi sau đó chọn camera cho xuống xong hơn một chút camera các bạn ạ ngay từ ở trên cùng ấy Apple đã đặt mặc định là chọn định dạng ảnh mình bấm vào định dạng Apple đã thiết lập mặc định là hiệu suất cao, tức là ảnh chụp ra là định dạng HEIF. Để mà chuyển sang là cái định dạng JPG, chúng ta chỉ cần bấm vào tương thích nhất, có nghĩa là cái định dạng ảnh phổ biến nhất có thể tương thích với hầu hết các thiết bị và website. Đơn giản thế thôi. Và sau đó mình đóng cái uh, phần cài đặt lại và chụp ảnh thử lại cho các bạn xem nhé. Mình khá lười chụp ảnh cho nên là thôi, chụp ảnh tạm này. đề demo thôi. Đó, mình mở ra xem và mở cái phần thông tin là cái chữ Y ấy. Đấy, các bạn thấy là đã chuyển sang GP JPEG chưa? Tất nhiên là chúng ta khi mà chuyển sang định dạng ảnh GP, G JPEG thì có nghĩa là cái dung lượng iPhone của mình sẽ nhanh hết hơn so với định dạng ảnh HEIF thế còn đối với ảnh mà đã chụp mà bằng iphone mà có định dạng heif rồi thì làm thế nào thế thì cách đơn giản là chúng ta hãy tự gửi email cho chính mình và để cái việc chuyển định dạng đấy cho ios thực hiện tất nhiên là cách làm này khá là thủ công và mất thời gian như các bạn phải gửi về rồi lại tải về Ngoài ra là nếu như bạn mở trên máy tính thì nó vẫn là định dạng HEIF. Ngoài ra có một số cách là đề xuất là tải ứng dụng về. Tuy nhiên mình thấy là hai cách này đơn giản nhất rồi và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mình.